bà đen. Cái bà đen này mình đi mấy lần rồi, nhưng mà mấy lần trước thì clip mình bỏ đâu mất hết rồi. Lần này mình sẽ quay lại. Lần này mình dự định mình sẽ lên bằng tuyến lên đi bằng cáp treo và xuống đi bằng máng trượt. Bạn nhìn cái cảnh quan ở đây. Đây là cổng chính. Google Maps chỉ hơi sai, Google Maps chỉ đến cái cổng phủ ở phía bên kia nên là dẫn đường đi nó hơi sai. Mình lúc đầu mình nhớ cái đường mình đi đúng rồi, cùng xem Google, đi theo Google là dẫn đến cái cổng phủ. Đây là bãi xe và nhà vệ sinh. Giờ vào mua vé. Giờ vào phòng mua vé. Xong rồi, bây giờ mình vào cổng các bạn đi chơi của mình nhé. Ở đây thì vé lên có hai loại cáp, cáp cũ và cáp mới, do hai công ty khác nhau bán. Cáp mới là có Sun Group, còn cáp cũ thì không biết là công ty nào. Hai tuyến cáp khác nhau, và cáp mới thì chỉ có cáp thôi, còn cái tuyến cũ thì họ bán vé cả cáp và cả máng trượt. Máng trượt thì nếu mà mua một chiều từ đây lên đó thì mua một chiều đây lên thì bạn mua ở đây, còn ở trên mà xuống một chiều thì bạn mua ở trên núi luôn. Đồ vào. Mà lên tắm đi. Ra đồ ra. Ủa, nhà tắm thấy tắm ở ngoài không? Ý là nó đơn. Gì?